Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trọng Phúc dành chân đi New York, Donald Trump phát lệnh tại Hoa Kỳ. Vâng thưa các bạn, phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm nay tại New York. Và hình ảnh chúng tôi có thể chia sẻ với các bạn ngay lập tức lúc này. Đây là lịch cuộc gặp đó. Cuộc thảo luận chung của Đại hội đồng sẽ diễn ra và khai mạc vào thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2019 lúc 9 giờ sáng, tức là giờ New York. Chủ đề của năm nay là những nỗ lực đa phương trong xóa đói giảm nghèo, giáo dục chất lượng, hành động khí hậu và hòa nhập, hội nhập. Thì đây là các bạn có thể xem và tra cứu trực tiếp trên trang của Liên Hợp Quốc về buổi gặp đặc biệt này và rất quan trọng. Và chúng ta còn nhớ, đương nhiên cách đây một năm thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam cũng có mặt trong buổi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và ông đã phát biểu rất nhiều trên diễn đàn đó. Tuy nhiên sau đó thì Việt Nam dường như chưa làm được gì đối với những yêu cầu và đòi hỏi của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là vấn đề nhân quyền, vấn đề quyền con người và tự do biểu đạt, tự do báo chí đang ở Việt Nam đang bị đàn áp một cách rất dữ dội. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ đến dự và đưa ra phát biểu rất quan trọng tại đây. Và các bạn cũng xem chia sẻ ở một số trang báo quốc tế đã đưa tin mà trong báo trong nước chưa đưa một cách đầy đủ. Đó là việc họp Liên Hợp Quốc dịp cho Tổng thống Donald Trump tỏa sáng. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là một trong những trung tâm điểm tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần sau. Ông Trump sẽ có bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào thứ Ba, ca ngợi các thành tích của ông. Vẫn như thường lệ, chúng ta thấy ông Donald Trump là người rất thẳng thắn. Tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhiều lãnh đạo nước ngoài. Một số lãnh đạo vắng mặt, trong đó có ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Tổng thống Venezuela Maduro bị ông Trump không công nhận được cho là sẽ vắng mặt. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steve dự kiến sẽ gặp quan chức Trung Quốc bên lề hội nghị. Nhưng cũng có trông chờ ông Trump sẽ lên tiếng về các vấn đề mà Trung Quốc xem như là cấm kỵ, gồm biểu tình đang diễn ra tại Hồng Kông và một số điều khác mà chúng ta chờ đợi trong thời gian tới, tức là vào tuần tới thì sẽ biết những cái điều mà ông muốn chia sẻ với thế giới. Và cũng tại phiên họp toàn thể thường kỳ vào năm trước, Tổng thống Donald Trump đã có các phát biểu về chủ nghĩa xã hội và làm cho những nước này rất lo lắng. Đó là hình ảnh mà các bạn có thể thấy và chia sẻ ở một số trang báo quốc tế rất nhiều, nhưng ở trong nước, ở Việt Nam thì không nói đến. Đó là việc ông Donald Trump từng nhiều lần lên án chủ nghĩa xã hội. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước chống lại chủ nghĩa xã hội trong bài phát biểu hôm 25 tháng 9 năm 2018 tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, tức là kỳ họp này giống như là kỳ họp lần trước nơi ông Donald Trump đã đến dự. Và tại kỳ họp 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, cách đây không lâu, ông nói, cách đây không lâu Venezuela là một trong những nước giàu nhất trên trái đất. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu mỏ này và đẩy người dân nước này vào hoàn cảnh nghèo đói, cơ cực. Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng ta cũng đã thấy nó gây ra nỗi đau buồn và đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Cái điều này chúng ta thấy rất rõ trong cái việc mà Trung Quốc hiện nay đang xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam vì họ cho rằng đấy là vùng đất của họ. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người. Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị các nước quốc gia có mặt ở đây cùng chúng tôi kêu gọi khôi phục dân chủ ở Venezuela. Hôm nay chúng tôi công bố thêm các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ đàn áp nhắm vào giới thân cận của Maduro. Ở đây là phát biểu của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump vào kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2018, tức là cách đây đúng một năm thì ông đã phát biểu như vậy. Và chắc chắn trong kỳ họp tới đây ông cũng sẽ có những phát biểu mạnh mẽ tương tự như vậy hoặc thậm chí còn hơn như thế. Và trước đó thì ông Donald Trump cũng đã có những phát biểu đối với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội tại châu Âu. Và chúng tôi có thể xin chia sẻ những hình ảnh này và những cái thông tin mà các bạn cũng không thấy ở báo chí, hơn 800 tờ báo trong nước không hề đăng những thông tin này. Đó là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Warsaw, tức là thủ đô Ba Lan, đã phát biểu vào ngày 6 tháng 7 năm 2017, tức là trước đó. Các bạn đã từng được một liên minh mạnh mẽ, các quốc gia tự do ở phương Tây ủng hộ trong chiến thắng trước chủ nghĩa cộng sản. Nay là một trong các thành viên quyết tâm nhất của liên minh NATO, Ba Lan đã khôi phục vị trí là quốc gia hàng đầu trong châu Âu mạnh mẽ, toàn vẹn và tự do.
châu lục này không còn đối diện với bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Nhưng hôm nay chúng ta ở phương Tây và phải nói rằng có những đe dọa nghiêm trọng cho an ninh và các cách sống của chúng ta. Chúng ta sẽ đối diện chúng, chúng ta sẽ chiến thắng. Đây là lời chia sẻ của ông trong lần đến thủ đô Warsaw, Ba Lan vào tháng 7/2017. Điều này các bạn thấy nó là một hành trình xuyên suốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, và ông cương quyết tiêu diệt chủ nghĩa xã hội cũng như chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới và một số nước còn lại hiện nay đang vận dụng mà thôi. Và tất nhiên sau bài phát biểu của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hợp Quốc thì Việt Nam nghĩ rằng điều này có thể ám chỉ là chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, nên đã lập tức cử đại sứ đến gặp ông Donald Trump và viết những bài báo ngắn để thanh minh cho việc này. Và đây các bạn cũng thấy xem ngay trong báo trong nước, báo Tiên Giáo đã đăng Hoa Kỳ cam kết tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam. Tại phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9 vừa qua, tức là cách đây một năm, phía Hoa Kỳ đã có những phát biểu về chủ nghĩa xã hội. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ, trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong những lần trao đổi với phía Việt Nam gần đây, một số quan chức trong chính quyền Washington đã tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của Việt Nam như đã nêu trong tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Và đây hình ảnh các bạn có thể xem rất rõ là ông đại sứ Hà Kim Ngọc trình quốc thư lên Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 vừa qua. Và điều đó phải khẳng định rằng là Việt Nam rất sợ khi mà Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu một điều gì đó về chủ nghĩa xã hội, bởi vì Việt Nam vẫn đang đi theo con đường là định hướng xã hội chủ nghĩa, theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì điều đấy rất mơ hồ và gần như không có nước nào áp dụng nữa. Và kể từ khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố trước Liên Hợp Quốc về chủ nghĩa xã hội đã được một năm, thì cũng là một năm đầy sóng gió với vài nước còn lại đang duy trì chế độ lạc hậu và đau khổ này. Ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba và Bắc Triều Tiên và Venezuela. Đấy là những nước còn lại mà chúng ta đã chứng kiến. Và tại Việt Nam, những người sống ở trong nước, khi mà họ ra nước ngoài, họ thấy so sánh và các bạn cũng thấy rất rõ rằng cái chế độ ở Việt Nam với chế độ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản cầm quyền thì không đem lại hạnh phúc cho người dân mà chỉ đem lại đau khổ và nhiều cái oan sai, bế tắc trong cuộc sống. Và với Trung Quốc, nơi đang áp dụng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc đặc sắc Trung Quốc, chúng ta thấy cuộc chiến tranh thương mại mà Mỹ nhằm vào nước này ngày càng trở nên khốc liệt. Mỹ áp dụng mức thuế cao lên tổng số tiền 550 tỷ USD hàng nhập của Trung Quốc vào Mỹ và đang đe dọa tiếp tục nâng lên 50-100% tiền thuế nếu không đạt được thỏa thuận thương mại trong thời gian tới. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ là ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những người đã gặp nhau rất nhiều, nhưng ông Tổng thống Mỹ không có dấu hiệu khoan nhượng trong cuộc chiến với Bắc Kinh trong thời gian tới. Vì các bạn cũng đã thấy rõ là ông có quan điểm rất rõ ràng với chủ nghĩa cộng sản cũng như chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Trung Quốc và nhiều nước khác. Và với Cuba thì sao? Thì Mỹ đã tăng áp lực cấm vận lên nước này đến mức gần đây nhất thì Thượng tướng Cuba đã phải sang Hà Nội để xin ngô. Và hình ảnh các bạn có thấy đăng ngay trên trang của chính phủ, đó là hình ảnh ông Thủ tướng tiếp Tổng Bí thư, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Tổng Tham mưu trưởng Cuba mong Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Đây là hình ảnh bài báo và ghi rất rõ. Chiều nay tiếp Thượng tướng Lozes, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp đỡ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp lương thực. Thì có nghĩa là Cuba sản xuất là không đủ sống và sẽ rất đói nếu không có Việt Nam giúp đỡ. Đồng chí khẳng định quan hệ Cuba-Việt Nam là quan hệ mẫu mực trên thế giới hiện nay. Đây là khẳng định của phía Cuba. Nhưng mà dù có mẫu mực đến đâu, nhưng mà trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến việc Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo liên tục nhiều lần trong gần 3 tháng, nhưng Cuba không hề lên tiếng và không ủng hộ Việt Nam và cũng không phản đối Trung Quốc, và họ chỉ lặng lặng sang Việt Nam để xin viện trợ và xin ngô mà thôi. Và Cuba mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Cuba về giống ngô, chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô hiện đạt mức tăng năng suất thấp để đẩy mạnh canh tác. Quân đội Cuba đã chuẩn bị sẵn đất đai từ lâu nay. Quân đội Cuba đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất lương thực cho đất nước. Đồng chí mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ủng hộ đề nghị này và thông qua bộ chuyên ngành của Việt Nam giúp đỡ Cuba. Như vậy là các bạn cũng thấy rõ quân đội Cuba là để trồng ngô và làm sản xuất là chính. Cuba cũng có nhu cầu hợp tác với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh mạng.
và Việt Nam nói tiếp là luôn nỗ lực giúp Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong việc cung cấp lương thực. Thì điều này các bạn thấy rất rõ là anh Cuba là cái đang rất khó khăn và Việt Nam cũng rất khó khăn, nhưng Cuba đã sang Việt Nam mà không hề có bất cứ cái phản ứng nào và cái lời lẽ nào đối với việc xâm phạm của Trung Quốc. Và với Venezuela thì Mỹ đã cấm vận nước này không công nhận chính quyền xã hội chủ nghĩa của ông Maduro, và cùng với các nước đồng minh trên thế giới gồm có hơn 50 nước công nhận tổng thống lâm thời Guaido là đương, hiện nay ông là đương kim chủ tịch quốc hội Venezuela. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ là Guaido, chủ tịch quốc hội Venezuela, vừa được tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận là tổng thống lâm thời. Đây là bản tin vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, và các bạn cũng đã thấy rất rõ là những hình ảnh này đã được chia sẻ khá nhiều ở Việt Nam, nhưng dường như các truyền thông ở trong nước đã miêu tả một cách không rõ ràng và đầy đủ những thông tin mà báo chí quốc tế cũng như là sự thực đã diễn ra, vì Việt Nam và Venezuela vẫn đang chung một ý thức hệ là chủ nghĩa xã hội. Và với Bắc Triều Tiên thì Mỹ là áp dụng cấm vận nặng nề hơn, nhưng vẫn để khả năng đàm phán giải trừ hạt nhân. Đây cũng là cách để nước này không quá ngả vào Trung Quốc mà gây ra đối đầu với Mỹ và các nước lân cận xung quanh. Và các bạn cũng đã biết Bắc Triều Tiên cũng đã được Việt Nam giúp rất nhiều gạo trong thời gian vừa qua, và ngay cả hiện nay thì Triều Tiên vẫn sản xuất và liên tục phóng tên lửa đe dọa những các nước xung quanh. Thì đây là cái điều mà rất đặc biệt của những cái nước cộng sản với vai trò của chủ nghĩa xã hội, thì họ đem đến đúng là thực sự là những cái đau khổ và những cái sợ hãi cho những cái người sống bên cạnh. Thì Việt Nam cũng nên cân nhắc để có thể loại bỏ chủ nghĩa xã hội cũng như chủ nghĩa cộng sản khỏi cái thể chế của mình thì mới có thể phát triển được như các nước khác. Và với Việt Nam thì đương nhiên là Mỹ cũng vẫn vút ve và kêu gọi Việt Nam và tham gia với Việt Nam một cái hiệp định là đối tác toàn diện. Và ngoài ra Mỹ có viện trợ tàu tuần tra biển cho Việt Nam và cung cấp các loại khoản tài trợ nhân đạo để nước này chuẩn bị đương đầu với Trung Quốc đang tìm cách thôn tính Việt Nam trên toàn bộ vùng biển Đông, nơi Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi. Và điều đó rất nguy hiểm cho Việt Nam trong thời gian tới, vì khi Việt Nam vẫn cùng thể chế tương đồng với Trung Quốc chủ nghĩa xã hội thì sự giúp đỡ của các nước dân chủ, nước tư bản sẽ rất hạn chế khi Việt Nam có chiến tranh với Trung Quốc. Và đứng trước tình hình các nước xã hội chủ nghĩa liên tục bị gây áp lực phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản độc tài này, Việt Nam dường như đang cố thoát ra và tiến rất gần hơn Mỹ. Với việc khả năng trong tháng 10 tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ, và tất nhiên hành trang mang theo cũng phải có kết quả ý nghĩa chiến lược với cả hai nước trong thời gian tới. Và hình ảnh các bạn có thể xem đó là chia sẻ của chuyên gia chính trị Việt Nam Cathay cho biết chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng, và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Tức là như vậy là chúng ta sẽ được sắp chứng kiến cái chuyến đi này nếu nó thực sự được diễn ra. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn có những kết quả chiến lược với Mỹ, có nghĩa ông cũng phải cân nhắc việc từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để xây dựng đất nước mình phát triển hơn. Và dự phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường là những cái người đứng đầu nhà nước. Cái phiên họp này như đã nói sẽ diễn ra vào tuần tới. Thì ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ đã có chức danh là chủ tịch nước, thì đương nhiên là ông rất hợp lý cho cái việc mà đi dự họp này. Cũng có thể sau khi đi dự họp xong thì ông kết hợp với việc thăm chính thức nước Mỹ luôn vào đầu tháng 10, thì điều đó cũng sẽ rất thuận lợi cho cái việc đi lại cũng như là giao tiếp. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì có để điều đó diễn ra hay không thì chúng ta cần phải quan sát thêm các diễn biến trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này và để lại những bình luận để chúng tôi có thể biết những thông tin mà các bạn mong muốn để chúng tôi cập nhật và cung cấp đến các bạn trong thời gian sớm nhất và trung thực nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành.